Okay. Nghe đi anh. Alo. Chị ơi, cho em hỏi bây giờ ví dụ như hai người tới làm luôn được không? Được em. Ok, cho hai người tới nha. Okay, ok. Muốn khô ra luôn. Đâu rồi?
chua. Đáng bạn đỡ lì hơn à, nghĩ những lì. Ngủ mát trời. Chắc được rồi, bán chưa đâu.